Chào quý vị, các bạn đã đến với kênh YouTube của tôi. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái bài câu voi này. Câu voi 2 voi hoặc là 4 voi hoặc là 6 voi. Thì tôi để cái tốc độ chậm chậm một chút để hướng dẫn. Còn sau câu những các cao thủ top 1 thì họ để 2.0 câu là mới khó. Còn để 1.0 hoặc 1.5 câu rất dễ. Thì muốn để câu được 2 voi ấy thì các bạn, nguyên lý của nó là các bạn phải ví dụ các bạn câu một con voi thì đang câu con voi này này, thì các bạn phải làm sao cho con voi này nó không mất bóng của dân, không mất bóng của dân, nó luôn luôn phải nhìn thấy dân thì nó sẽ đuổi. Và nếu câu hai voi thì con voi sau nó sẽ chạy theo con voi đằng trước với dân này. Vậy thì cách làm như sau, và câu hai voi và câu n voi sau thì cách làm như sau. Đầu tiên các bạn đặt dân là đảo 1 hoặc đảo 2. Đảo 2 hoặc là đảo 1 thì tùy các bạn quen tay. Các bạn đặt đảo này, các bạn phi con voi đằng xa một nhát xong chạy. Xong các bạn phi con voi này một nhát xong chạy. Rồi, ok. Bây giờ các bạn xem con voi nào ở xa thì các bạn phi trước. Đấy, phi con này. Xong các bạn phi sang con này luôn. Đấy. Các bạn dẫn một con thôi. Đấy, thì nó là hai con. Các bạn câu hai con. Con vai voi thứ hai đằng sau nó đuổi rất là dài luôn. Nếu mà tốc độ chậm các bạn gần như có thể là phi chết được voi luôn. Con voi thứ hai nó đuổi theo trận đầu. Thì nữa tôi sẽ thử câu 4 voi. Tôi sẽ cho dân này câu 4 voi. Chết. Rồi. Bây giờ câu 4 voi thì cũng làm tương tự nhé, các bạn nhìn nhé. Khi con voi này một nhát này chạy. Con nào đuổi dài phi con này một nhát chạy. Phi con này một nhát không chạy. Phi mỗi con một nhát xong chạy. Thực ra trong thực tế thì các bạn câu đến 2 voi đã là rất là tốt, là ok rồi. Không nên câu 4, câu 4 nhiều lúc là tính ra lợi ích là không tốt đâu. Các bạn nhìn. Đấy, 4 con voi. Ui chết rồi. Các bạn để nó phi nhanh, 4 con này nó sẽ con này mắt thì không phi được. Con voi đằng sau cùng nó sẽ đuổi rất dài, nó sẽ đuổi theo những con voi đằng trước. Ui hiu. Thì nữa tôi sẽ đi một vòng rồi sẽ câu nó một con kia. Donna, Thomas.
Con này không không được thành công lắm. Rogan? Cái nguyên lý thì các bạn cũng như câu hai voi thôi. Nhưng mà câu bốn voi thì các bạn phi mỗi con một phát, xong câu như hai voi. Chẳng con đằng 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 xa này này. Còn đằng xa này các bạn phi trước, xong nó đuổi, xong các bạn phi vô này, xong lại phi tiếp cho mình hàng. Không được. Có thể tôi Zesta lại để câu luôn bốn voi. Câu thử lại bốn voi. Phi con xa nhất của nhát này. Phi con này nhát này. Cái con kia là phi trượt, rất bực. Nó lại phi trượt. Nó lại phi trượt các bạn. Thực tế thì các bạn chỉ cần câu đến hai con voi là ok rồi. Không nên câu nhiều quá. Câu nhiều quá thứ nhất là dân ở nhà phi không kịp. Thứ hai là ăn không kịp. Ăn không kịp thì nó cái xác hiêu voi nó sẽ thối, nó phí. Nếu mà đi một vòng này mà tôi câu được đây, khả năng của này sẽ được, sẽ câu được. Bạn voi này mệt mỉ. Con voi này mệt mỉ rồi. Nguyên lý của câu thì nó là như thế. Còn các bạn thực ra thì chỉ nên câu hai voi một lúc thôi. Nguyên lý câu thì có thể câu được nhiều. Nhưng mà dân phi không mít thì dân phi mít thì nhiều lúc câu để được nhiều một thành một chạy vòng vòng rất là khó. Vâng, video hướng dẫn câu voi của tôi đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.